Stevens hesitated just a little bit because it was Steph Curry. Stayed with Steph for a little bit and then tried to recover back. But this is an all-round. Anh Tài làm Klay cầu ơi. Klay Thompson. Đột. Midrange. Ôi ôi ôi. Hết đường chậm. Ngọt quá Klay ơi. Rồi ôi. Này Klay kia. Bắn nào. Ô, 3 điểm cho Klay Thompson. Bùng cháy luôn. Bạn ơi, mình xin cái nhẫn bạn ơi. Xin cái nhẫn bạn ơi.